và tiếp theo, hãy tìm một cái hammer khác biệt nhất. Tình chưa thấy nữa. Búa này nó nhỏ hơn. Không đúng. Thấy rồi, các bạn nhìn ở dưới cùng bên cha bên phải có một cái cây búa có hình dạng nó khác, nó bự hơn mấy cái búa còn lại. Cái này level tiếp theo, tìm con dog, con chó. Vẫn chưa thấy. Vẫn chưa thấy. Con chó nó nằm ở đây nè các bạn. Chỉ khác ở cái môi thôi. Rồi tiếp theo, hãy tìm con heo. Con heo nó nằm ở giữa nè các bạn. Con heo nó không có sừng. Rồi và tiếp theo, hãy tìm cái bát, cái túi khác với những cái túi còn lại.